Ai bẻ, ai bẻ, ai bẻ, ai bẻ. Mày bẻ luôn đi còn gì nữa. Vào đi. Cứ ngoan là tôi thả con tin, cứ ngoan là thả. Lên. Lại. Seat belt, seat belt. Có một chiếc đằng sau xe em có không? Ủa, sao gì kìa kìa. Nó lát lát đi. 2421. Chiêu chiêu. Không báo nhiều, chỉ báo ấy thôi. Nước nhỏ nha. Ô, anh bị lát hình sao anh thấy có một xe đang đuổi đây? Em không thấy, em không thấy xe nào luôn à? Em không thấy xe nào luôn á. Xịt béo, xịt béo. Nghe nghe nhưng mà thấy thấy có một xe à? Dạ trời ơi. Ủa cái anh này giật giật, sao anh này giật giật thì sợ vậy? Ờ, má teleport của anh. Anh này teleport sợ hả? Ơ? Sao không nhìn được nhờ? Không nhìn được. Em thấy có mỗi một xe cảnh sát đuổi à? Đúng. Em cũng nghĩ nè. Ê, có khi nào mà quay, ba đồng phẩy của cam sẵn không? Lại tuyệt kỹ điểm 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 không? Anh Giai ơi, cho hỏi là có mấy xe đấy, bởi vì hình như em bị lag hay sao ấy, thấy có một xe à? Anh Giai giật lên số mà. Nhớ có một mô tô thì bay điểm cao cũng được. Thằng xe chặt mặt này. Chẳng thấy ai đấy nhỉ? Này em thấy một chiếc sao nè, em thấy một đứa nè, nó lụm tụm ở dưới đất này. Đúng rồi, đi à. Hai sợi, hai sợi. Để miếng nhỏ lại đi mọi người. Trời lại mưa, ờ. Đây, đây, thấy rồi nè, thấy rồi nè. Hai, hai. Rồi, hai xe, ba xe. Chuẩn chỉ. Khá chuẩn. Quá đẹp. Đội, đội. Bảo xe đen đi, đi đúng đường. Ơ, nó lên xe, ok. Seat belt lại đi, seat belt lại đi. Ok, ok, ok. Ngồi đi, chậm. Chơi. Chuẩn quá anh ơi. Ở số mặt đâu? Thấy chứ bảo em. Thế cho anh buồn cười nói luôn, ông Nguyên đi, ông cứ nè nhảy. Sao mày, từ từ bình tĩnh không? Nhìn xem còn sau không? Còn anh toàn lố rồi, lố, gần lố.
đẹp. Ô, còn Red Scout luôn. Ồ, xuyên thăng Scout, xuyên thăng Scout. Ghê ghê ghê, yes. Ôi, xuyên thăng Scout luôn em ơi. Rồi một chiếc chảy dưới này, chảy ở nhà nó gớt ở dưới nha anh. Phải nộp lên cứu tập hóa của cả trực thăng Scout. Xem còn không? Cứu tập hóa của trực thăng không Scout. Anh, không anh. Còn. Đang đằng sau nha, xa lắm, cũng xa lắm. Chắc sẽ còn không? Còn. Còn anh đang đằng sau đuôi mình luôn. Còn không? Còn anh đằng sau đuôi mình luôn, xét đuôi mình luôn, xét hết mình luôn. À Michael chịu ứng nhanh quá em ơi. Thằng đi hầm hay quá em ơi. Bật còi anh trai ơi, bật còi anh trai ơi, bật còi. Không thấy nha anh, không thấy nha. Chỉ thấy nghe tiếng kèn nữa thôi. Trơn quá, nhìn xem. Dạ rồi, ok anh. Cái chiếc xe đạp này. Thôi bọn em nhảy xuống thay quần áo xong đi chơi đi. Để anh đi một mình đó, cho nó đỡ phật. Thay quần áo xong rồi đi ra chỗ khác đi. Đi được phòng gác không? Tôi sẽ đợi chưa? Trời mưa khó đi. Anh Sòi, bên anh Sòi. Đang chạy từ phía đường cao tốc. Đang về. Thái kìa anh. Đang về công trường. À, anh tí bé thả em, với thằng Lucay xuống như quán bar rồi. Anh đi mình. À, anh gọi cho ảnh đi. Đang từ công trường đi về phía quán ăn. Mày thoát chưa? Chưa, đông lắm. À, xe luôn. Đi về quán ăn, ok. Nói mà
vừa lên đường cao tốc từ chỗ gara ô tô. Ta hết nửa bình xăng, ta phải đi đổ xăng trước. Rồi ok. Trong trường hợp xấu thì đón lại ở ba đồng phẩy nhờ. Đón lại ba đồng phẩy, đón lại cái chỗ vừa rồi nhá. À ba đồng phẩy là ở đâu ta? Ba đồng, ý là ba đồng. Ba điểm ba đồng một nhá, có gì khó quá nhá. Nice. Ui, giờ tay kéo lại kìa, lại làm phim, làm phim được luôn. Ui. Đẹp quá, Michael ơi. Nice, cảnh sát đang chạy xong trên đồi. Đang ở dưới cống. Đoạn chuẩn bị bay ra sân bay ấy. Đoạn bay điểm. Rồi, biết. Bịt mẹ với góc đẹp vãi luôn. Chà. Bị bọn nó chặn đầu rồi nhá, bị bọn nó chặn đầu đang quành lại nhá, T-Bex. Xuống cống gặp nhau đi, cố gắng lên. Lết lên cống gặp nhau à? Xuống cái cống để nhảy 3 đồng xuống dưới đấy, cho quần cho nó dễ. Rồi ok. Quăng xuống cống nhảy 3 đồng em ơi. Có T-Bex cover. Đủ xăng không? Thoải mái. Ok, xăng vẫn đang thoải mái. Tiếp theo. Ta đổ đầy xăng rồi, ta xuống cống đây. Bây giờ anh xuống đâu? Ta xuống cái ngã ba cống ở cái chỗ mà rẽ ba đồng ấy. Nói chung là ngã ba cống rẽ ba đồng. Ừ, ngay đầu để chỗ nhảy ba đồng ấy. Đây, ta hút được công an rồi này, ta nghe tiếng công an rồi này. Melody vẫn đang cầm tiền đúng không? Đúng rồi. Đang ở đâu rồi? Đang đi về phía cây xăng Tam Kê, hướng về phía quán ăn. Chính xác. Đấy, đi cây xăng Tam Kê rẽ trái là xuống cống, anh đang đợi ngay đầu ấy luôn. Rồi ok, cây xăng Tam Kê rẽ trái xuống cống. Rồi. Thấy cái xe đỏ ngay dưới cống luôn, thích cái đổi xe luôn. Ok. Trong trường xấu thì anh em mình đổi xe ở dưới cống nha em nhá. Nhưng mà xe này động cơ vẫn ngon lắm anh ơi, vẫn đang 108, đang đi về hướng Cano, hướng nhà Cano. Sai đường rồi. Đâu bây giờ đến đâu rồi? Đang quần ở dưới đường cao tốc chỗ ra bến thuyền Cano, xong rồi quành ngược lại lên đường cao tốc lớn, đi về phía cao tốc lớn, tức là nó nhảy 3 đồng phẩy rồi. Đang về phía gara. Gara trung tâm à? Gara đỏ. Đang hướng về phía gara trung tâm. Ok. Đang lên lại cao tốc. Cao tốc hướng về chỗ chuột xe. Cho ta biết điểm nhảy thôi. Cho ta biết nó định nhảy ở đâu là được. Em thử tính nhảy ở đâu Michael? Để anh T-Bex cover. Ba đồng phẩy. Lại chán chạy rồi, đến giờ hút rồi đấy. Hay, quả nhiên hay quá. Ô tô kẹt. Điểm bay chéo lần thứ 3. Vẫn không xuống được. Có phải bây giờ đang ở rất là gần cái chỗ bến thuyền đúng không? Đúng rồi, cái điểm bay nối từ trên gara ấy. Đang ở điểm bay nối, nhưng mà bay không xuống khe, không góc chéo được ấy.
Hiểu rồi. Vẫn đang trên cao tốc đúng không? Đúng rồi, đang trên cao tốc. Báo xăng em ơi. Đang đâu? Nhảy điểm lọt khe xuống dưới. Từ trên cao tốc nhảy cái điểm lọt khe mà hướng về phía sân bay ấy. Đang ở gần sân bay rồi. Đến sân bay rồi. Rồi. Ra đấy làm chi cho là tốn xăng. Trời nó mưa thế nhở? Mưa to quá, trời quá. Mưa mãi không tắt. Đang vòng khu dưới tầng sân bay, đang uống vòng lên. Ok. Nghe thì không ai đây rồi. Ây à, hơi mạnh. Ây à, cảnh sát tự hút nhau chết. Bây giờ đang ở khu sân bay mà gần với cả bến cảng. Vị trí là gần khu điểm đến của Ba Đồng 1. Vừa bắt đầu từ điểm đến của Ba Đồng 1, đang đi về phía cái nhà màu xanh là cây mà có ba hình người ấy. Em biết đây là cái nhà gì? Rồi, đang rẽ phải về phía quán ba. Đang đâm thẳng về phía quán ba và gần với cả chỗ bán xe ô tô. Car dealer. Vừa lại về đến công viên trung tâm rồi. Cái đuổi nhau vòng tròn này không hay. Bây giờ mọi người xác định là phải nhảy đâu, người ta đón đâu chứ, người ta đuổi theo chúng mày chả tác dụng gì cả. Ok. Michael, em phải nhảy một điểm đi để anh Tibet đón em ơi. Đây này, 30 đuổi rồi này. Điểm bay fake. Một cái sát ngã rồi, còn 5 giờ thôi. Hai. Kêu casino. Qua casino anh ca casino được không? Tibet. Qua casino được không? Các người này đang ở đây. Casino. Anh Tibet còn ở xa nhá, đấy. Chắc lại lên cao tốc rồi. Cắt rồi. Lên điểm bay ở cao tốc phía cao tốc mà đối diện với cả đường lên mỏ ấy, điểm bay cao ấy, xuống cống ấy. Rồi, ta cố gắng. Ship. Đẹp. Một người chết. Hai cảnh sát chết luôn rồi. Quá em ơi. Anh ở dưới cống này. Rồi ok, bọn em đang luồn từ dưới cống lên vòng lên khu vòng bên khu làm vải bông đường dây. Sau lưng cảnh sát à? Cảnh sát chết cả đôi rồi. Không, sau lưng là đồn cảnh sát à? Đang đi về phía thảm hóa mình vừa cướp. Rồi anh ơi. Đây nhìn rồi. Có đội xe không? Bọn mày lên trên đường rồi đúng không? Nấp vào cái điểm bay fake rồi. Đi xuống khu mà ở gần cái garage sửa xe của mình rồi. Đừng nói, không ai biết.
bị đuổi bằng một cái xe máy này. Rồi, anh có bếp mà nó đi càng xa càng tốt. Rồi bạn đuổi tao là mày đang đâu à? Vẫn đang nấp ở trong khu điểm nhảy fake. Thế chúng mày an toàn rồi, đuổi tao nhá. Ok. Ok. Ui nó như thế kìa, xe máy nó như thế em ơi. Đừng bỏ đi. Ở xuống chỗ này, xuống chỗ này chạy này. Chớ. Chú còn lo mà say lắm. Chớ luôn. Đường nó trơn. Chớ. Ok. Thoát chưa? Chưa, ok. Sốt nhẹ à? Đường mưa thì bay nó khó. Để mà vào bay mình khó điều khiển tốc tiếc. Đường mưa mình cứ quặt. Giống như cái phát trước các bạn thấy tôi bẻ để tôi thoát thằng Khang ở cái chỗ mà đi xuống cái hầm không? Cứ quặt. Cứ góc 90 độ mà quặt. Cổ vẽ lắm á. Lại không tháo à? Ừ thì lại không tháo. Đeo cũng được mà tháo cũng được. Tôi thật sự tôi không quan tâm lắm cái tình tiết tiểu tiết này. Đâu à? Qua đoạn gấp, lộ rồi. Chỗ nào đấy? À, rồi, thấy cái vòng xanh của mày rồi.
ở cái đường mà bay phách. Đang trong cái chỗ đường bay fake đúng không? Không không, ờ đúng rồi, bên trong đấy. Cảnh sát đang cam rồi, nó có cả máy bay ở đây. Máy bay á? Ừ, nhanh lên, nhanh lên, cứu em. Lộn gì thế? Cái ông Michael này quả thật là lượt thượt quá đê. Lên đâu? Tại sao lại để chúng nó quay nhồ? Thật là buồn đời. Trực thăng à? Đéo biết con đủ tốc để bay góc 90 không? Hên xui. Nào 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 nào. Để
mẹ phải xuống cái cống ngầm phát.